Thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của tổ hợp y tế Family Choice, một mạng lưới y tế Việt Nam vững bền nhất, lớn mạnh nhất trong quận Cam. Thành lập từ năm 1995 đến nay đã gần 20 năm. Tổ hợp y tế Family Choice luôn luôn phát triển và lớn mạnh. Hiện nay tổ hợp y tế Family Choice đang phục vụ hơn 40.000 bệnh nhân trong quận Cam qua nhiều chương trình khác nhau, nhất là chương trình Medi-Cal qua Captima và đồng thời chương trình OneCare của Captima. Tổ hợp y tế Family Choice còn có bảo hiểm, có hợp đồng với những bảo hiểm thương mại như Blue Cross, Blue Shield, Cigna, Health và Pacific Care. Để phục vụ quý vị đã lớn qua 65 tuổi ở trong tình trạng Medicare thì chúng tôi có chương trình Blue Shield và Health. Chương trình Harnet và Blue Shield cho quý vị cao niên trên 65 tuổi rất quan trọng. Tại vì Harnet hiện nay được chính phủ liên bang của CMS họ grade là 4 point. Thành ra đây là tối đa là 5 point, cũng như là hotel và đó 5 points, 5 star hay là 4 star. Chương trình Harnet của quý vị cao niên trên 65 tuổi được grade là 4 star, rất là hiếm có. Đa số những chương trình khác, tôi không muốn tạm thời không nói tên ra, nhưng mà đa số chương trình khác ở trong quận Cam này quý vị biết được 3.5 mà thôi. Thì đây là một chương trình rất là tốt theo chính phủ liên bang họ cho điểm. Và đồng thời từ năm 1995 đến nay, tổ hợp y tế Family Choice luôn luôn hợp tác với nhà thương Fountain Valley, một bệnh viện toàn khoa trang bị rất tối tân để cung ứng đầy đủ mọi dịch vụ y tế cho bệnh nhân. Nhưng ở tại đây chúng tôi có chương trình Hospitalist, mà chương trình gọi là bác sĩ thường trực trong nhà thương 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để phục vụ quý vị, trong khi các bác sĩ gia đình quý vị bận bịu trong nhà thương, bận bịu trong phòng mạch, không thể vào nhà thương để chăm sóc quý vị được, thì các quý vị bác sĩ thường trực này sẽ điều hợp tất cả dịch vụ y tế của quý vị với bác sĩ gia đình và những bác sĩ chuyên môn. Dù quý vị đã đe được nhập viện vào những bệnh viện khác hoặc là những phòng cấp cứu khác thì không sao cả, bởi tổ hợp y tế Family Choice tiếp tục để quý vị ở lại bệnh viện đó, nếu cần mới chuyển về nhà thương Fountain Valley. Còn nếu không, quý vị muốn ở lại nhà thương mà quý vị đang ở hiện không sao cả, bác sĩ gia đình của quý vị và bác sĩ thường trực trong nhà thương sẽ điều hợp dịch vụ y tế của quý vị một cách rất là hữu hiệu. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Alan Thái Trần. Xin kính chào bác sĩ Alan Thái Trần. Kính chào bác sĩ Toán, kính chào quý vị. Thưa quý vị, bác sĩ Alan Thái Trần là bác sĩ chuyên môn về giải phẫu tổng quát, là board certified, và đồng thời kinh nghiệm bác sĩ Thái đã làm 4 năm ở những cái chương trình đại học lớn, và bác sĩ Thái là board certified in general surgery, và sau đó bác sĩ Thái tiếp tục học về giải phẫu là thẩm mỹ tái tạo chỉnh hình, phải không bác sĩ Thái? Dạ vâng. Chương trình ở đâu đó bác sĩ Thái? Dạ thưa bác sĩ Toàn và kính chào quý vị ạ. Đi theo chương trình hồi xưa đó thì đi 6 năm mổ tổng quát, sau khi tốt nghiệp thì đi thêm chuyên khoa thì đi 3 năm tái tạo chỉnh hình và thẩm mỹ ở Texas. Wow, there's a lot of training, huh? Vâng, many vâng. Many years, huh? Vâng. More than 10 years. Vâng, thì tổng cộng thì gần như là 4 năm trường y khoa, 9 năm thực tập. Nhất là cái ngành về mổ thì mổ càng quen thì càng quen tay thì càng có kinh nghiệm làm vâng, dễ hơn. Vâng, thưa quý vị, thì ông bà mình ở Việt Nam mình thường nói là chăm hay không bằng tay quen. Bác sĩ thì cũng vậy thôi, có thấy rồi, có đã trải qua rồi và nó có làm rồi, tay chứ mình mới biết là cái chuyện gì, và đồng thời có mổ rồi, có làm rồi thì tay chân mình nó thuần thục, thì văn ôn võ luyện. Hôm nay bác sĩ Thái nói về cái gì? Vâng, thưa bác sĩ Toàn, tại vì nếu mà nói về phẫu thuật giải phẫu thì thế nào cũng để lại thẹo. Thành ra trong phòng mạch của Alan thì tiếp xúc với lại những cái ca mà bị những thẹo lồi rất là thường xuyên. Cũng có nhiều bệnh nhân giới thiệu từ bác sĩ gia đình, hoặc là sau khi đọc báo, hoặc là coi TV, nghe radio thì có tới phòng mạch tham khảo. Thì phải nói là thẹo lồi nó là một trong những bệnh chứng rất là khó chữa trị. Mà phải nói là ở đây Alan tiếp xúc với rất là thường xuyên, là tại vì thẹo lồi là trong một cái bệnh chứng mà nó thường thường nó phát hiện trong những người mà
da mà giống như là da ngăm, giống như là người châu Á của chúng ta, hoặc là những người mẻ, hoặc là những người da đen. Nếu mà so sánh với những người da trắng thì theo lời đối với họ nó rất là ít, mà đối với lại những người mà châu Á thì nó rất là nhiều. Thành ra bữa nay cũng muốn đem cái đề tài đó lên đặng trình bày với lại bác sĩ Toản với quý vị, đặng cho hiểu biết được và có nhiều câu hỏi mà quý vị cũng có, hoặc là những nhiều mà Alan thấy nhiều người bệnh nhân thắc mắc đó, thì Alan cũng muốn trình bày đặng cho quý vị biết hiểu rõ về cái vấn đề này hơn. Thưa quý vị, thì theo lời như bác sĩ Thái đó, tiếng Mỹ nó gọi là keloid scar. Vâng. Còn tôi có nhiều bệnh nhân ngay như là họ bị chích ngừa, họ chích ngừa hồi bé đó, nhưng khi đến bây giờ cái họ thẹo lồi nó có rất là to, cái này rất là khó chữa. Bây giờ bác sĩ Thái thì thường thường đó, thì nhân tiện ngày hôm nay thì qua cái chương trình này thì hy vọng những quý vị nào bị thẹo lồi thì nên xin liên lạc với gia đình của vị của quý vị và xin được đi khám bác sĩ Thái để được chữa trị một cách đúng mức hơn, tại vì cái đây rất là khó. Và có thể càng nếu mà chữa trị không đúng mức, nó có thể nó lồi thêm nữa, phải không bác sĩ Thái? Dạ vâng. Tại vì nếu mà nói lên thẹo lồi thì chúng ta phải phân biệt giữa giống như là bác sĩ Toản vừa mới gọi nó là keloid. Thành ra thật ra nó có hai, một là nó keloid, hai là nó gọi là hypertrophic. Hai cái này đều là thẹo lồi hết, nhưng mà mình phải phân biệt cái, chúng ta phải phân biệt cái thẹo, tại vì cái chữa trị của nó sẽ khác. Nếu mà nói về keloid, nếu mà thật là keloid đó, là một cái thẹo lồi mà nó mọc quá cái vùng mà phẫu thuật, hoặc là cái đường cắt, hoặc là quá cái vết thương. Cũng giống như là chúng ta có một cái vết mổ nó dài 6 cm đi, nhưng mà nó hẹp, cái thẹo lồi nó sẽ mọc quá cái tầm của cái đường cắt đó. Còn nếu mà nói về cái hypertrophic scar là một cái thẹo mà nó chưa có phát triển, một cái thẹo mới đó. Tại vì chúng ta cũng biết là cái thẹo mới luôn luôn nó màu hồng, luôn luôn nó sẽ hơi cứng và nó sẽ hơi nhô lên một chút xíu, nhưng mà nó không có mọc quá cái vùng mà của cái vết thương hoặc là cái vết cắt. Thành ra cái phân biệt là như vậy, là tại vì nếu mà có rất là nhiều những người khách tới với lại một cái thẹo nó hơi hồng, nó hơi đỏ, nó hơi cứng, nó hơi lồi lên một chút xíu, thì những người khách, những người bệnh đó người ta cho là cái này là cái thẹo lồi, nhưng mà thật ra cái đó là chỉ là một cái thẹo mới thôi. Chúng ta chỉ cần một đó là có thể dùng một cái miếng, cũng giống như là một cái miếng silicone. Nó là làm bằng silicone, giống như là một cái silicone ở trong một cái túi mà đặng làm bơm ngực đi, nhưng mà nó là một miếng mà nó dính, thì chúng ta dán nó lên cái thẹo đó. Đó là một trong những cái phương pháp mà nó làm cho cái thẹo đó nó mờ đi, nó đỡ đỏ, nó đỡ hồng và nó xẹp xuống. Rồi. Cái thứ hai đó là đè nó, massage, xoa nó. Nghĩa là không phải xoa nó nhẹ nhẹ như vậy, mà phải đè nó, nắng cho nó, cho cái thẹo nó mềm đi. Và cái thứ ba đó là đôi khi trong những cái chỗ, trong những cái vị trí trên thân hình của chúng ta đó, là một cái chỗ mà nó cử động nhiều, thì cái bắp thịt mà nó co rút đó, giống như là trên vai hoặc là trên ngực hoặc là ngoài sau lưng đó, thì cái da đó nó dày, mà cái da nó rất là săn, với lại cái bắp thịt ở dưới nó co rút cái da đó, thì nó sẽ kích thích cho cái thẹo nó phát triển, mà nó phát triển một cách mà nó sẽ cứng và nó sẽ đỏ, nó sẽ lồi lên. Thành ra trong những cái vùng đó thì đôi khi chúng ta có những cái miếng dán, bạn đang cho nó rút cái thẹo lại. Là tại vì nếu mà mình cắt một đường như vậy mà mình banh cái thẹo, mình kéo cái thẹo nó ra đó, thì nó sẽ kích thích cái thẹo nó phát triển, mà phát triển một cách mà nó sẽ lồi lên. Ngược lại, nếu mà cái đường cắt nó dọc như vậy mà chúng ta kéo nó lại đó, thì lại nó không có cái tension, nó không có cái sự kéo đó, thì cái thẹo nó sẽ mềm hơn. Thì đó là những cái phương pháp mà trị cho những cái thẹo mà mới, nhưng mà chưa hẳn là thẹo lồi. Những cái phương pháp đó nó cũng có áp dụng cho thẹo lồi, nhưng mà những cái thẹo lồi thì chúng ta thường thường phải làm thêm đó, tại vì mấy cái phương pháp đó thì nó cũng chưa có công hiệu. Thành ra nếu mà tới cái mức mà cái thẹo nó lồi lên, nó đỏ, nó đau, nó ngứa, nó nhức, hoặc là nó cứng đến nỗi mà nó sẽ chảy máu, hoặc là nó cứng đến nỗi mà nó co rút mà không có cử động được, giống như bàn tay, cánh tay hay là vai đó, thì lúc đó chúng ta phải chữa trị bằng những phương pháp khác, giống như là chích. Bác sĩ Thái vừa mới nói đó là thẹo lồi hay là cái thẹo mà nó bị hypertrophy, nó bị trương lên. Yeah. Thì
nó gọi là mới, mới là bao nhiêu lâu, thời gian nào gọi là mới, thời gian nào là lâu, bao nhiêu lâu là lâu? Dạ thưa bác sĩ Toản, thì cái thẹo đó trong một năm đó nó vẫn là một cái thẹo mới, nhưng mà nếu mà chúng ta nói là phát triển của cái thẹo đó là cái thẹo nó phát triển nhiều nhất trong 8 tuần đầu. Thành ra nếu mà quý vị muốn chữa trị cho cái thẹo đó là phải làm lúc đầu, trong vòng 3 tháng đầu, mổ xong sau khi mà vết thương nó lành trong vòng 2 tuần đó là phải bắt đầu chữa trị cái thẹo đó, đặng cho giữ cho nó đừng có lồi. Vâng, thì theo hôm nay tôi mới được biết những gì bác sĩ Thái vừa mới nói, rất cảm ơn bác sĩ Thái. Thường thường là bệnh nhân đi mổ xong rồi thì có trở lại bác sĩ gia đình, thì nếu mà như bác sĩ Thái nói sau 8 tuần hay 1-2 tháng gì đó mà thấy cái thẹo nó cũng hơi nó trương lên, nó gọi là thẹo hypertrophy đó, thì quý vị nên nhờ bác sĩ gia đình chuyển qua bác sĩ Thái để bác sĩ Thái chữa trị nó lớn đúng mức trước khi cái thẹo này nó phát triển thành là một cái thẹo lồi, kêu là không phải hypertrophy nữa mà là keloid bác sĩ Thái. Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình hội luận của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hình kỳ tới. Có lẽ là kỳ sau chúng tôi sẽ nói về thẹo lồi thiệt, keloid scar. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Alan Thái Trần. Cảm ơn bác sĩ Toản. Kính chào quý vị.